Hello, chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một con web chuyên kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Các bạn có thể thấy ở đây với người bạn đáng tin cậy này, không cần đầu tư mỗi ngày có thể kiếm từ 100 đến 100.000 đến 100 triệu nhá. Và mình xin nhấn mạnh lại là con web này nó không hề có một cái chỗ nào làm tiền nhé. Các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ là các bạn có thể kiếm tiền được rồi. Và min rút của con này chỉ có 50k nhé, rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản, sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nhé. Con này cực kỳ là uy tín nha mọi người, mình đã check rất là kỹ rồi thì mình mới làm video. Và cái hay nhất của nó là nó không có chỗ làm tiền đấy, nên là các bạn muốn làm tiền cũng được, các bạn chỉ cần kiếm tiền miễn phí bằng cái cách là làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ của nó thì là rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản nhé. Để đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả của video, nó chuyển bạn đến cái giao diện như này nhá. Thì bạn sẽ chọn cho mình cái phần của tôi này, cái phần là của tôi này nhá. Sau đó là các bạn click vào cái phần đăng ký này. Ở đây thì các bạn nhập cho mình cái số điện thoại nhé, và các bạn sẽ bỏ số 0 đầu đi, cũng như là nhập cái mật khẩu này, và nhập cái mã captcha ở đây nhé. Cũng như mã giới thiệu thì các bạn nhập cho mình là 5 nhé. Mã giới thiệu các bạn nhập cho mình là 5. Sau đó các bạn click vào phần đăng ký. Như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản hoàn toàn là miễn phí, và các bạn đã bắt đầu có thể kiếm tiền được rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như cách kiếm tiền nhé, và làm nhiệm vụ nhé. Sau khi mà đăng ký thành công và các bạn đăng nhập vào, thì bạn có thể thấy cái nạp tiền đây, thì mình sẽ click cho các bạn này. Đây nó không hề có cái nạp tiền nha các bạn. Cái phần nạp tiền là các bạn chỉ cần đăng công việc lên Zalo và Facebook thôi là các bạn có thể là kiếm tiền được rồi nhá. Thì tí mình sẽ nói sau ở cái phần đấy. Ở đây cái mục VIP này thì các bạn cũng có thể xem cái mục VIP ở đây. Các bạn có thể thấy này, hoa hồng sẽ là 3.500 đồng nhá. Số công việc là 30, điều kiện nâng cấp là 2. Đó, có nghĩa là các bạn mời được bạn bè là 2 nhá. Để nâng cấp VIP thì các bạn chỉ cần là mời bạn bè là các bạn có thể nâng cấp VIP đấy nhá. Đấy, VIP 2 thì các bạn sẽ được là 5.000, số lượng công việc là 50 nhá, và điều kiện là 5. Tương tự như vậy thì các bạn có thể kéo xuống đây nhá và chọn cho mình ở đây. Thì các bạn mời được bạn bè càng nhiều thì các bạn lên VIP nó càng cao nhá, và các bạn kiếm được cũng càng nhiều tiền. Hoa hồng của con này thì được là 8% nha mọi người, 8%. Người ta làm nhiệm vụ là các bạn cũng có tiền nhá. Còn ở cái phần nhiệm vụ này thì các bạn có thể thấy này, Facebook này, viết lên nhật ký này, thì các bạn click ở đây cho mình nhá. Thì ở đây nó có hướng dẫn cho các bạn này. Đầu tiên để mà các bạn làm được nhiệm vụ ở trên Facebook thì các bạn sẽ phải xác thực nhá. Các bạn sẽ phải xác thực này, thì nó hướng dẫn cho bạn này. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy cho mình cái là liên kết Facebook của các bạn nhá. Sau đó là các bạn chụp hình lại cái số lượng bạn bè của các bạn này, cũng như ở dưới đây thì các bạn sẽ ở đây cho mình nhá. Các bạn sẽ sao chép lại cái đường liên kết của các bạn ở đây nhá. Chụp lại cái ID tài khoản, có nghĩa là cái tên tài khoản của các bạn nhá. Đó, và chụp lại cái số lượng bạn bè. Đó, các bạn sẽ chọn hết ở đây cho mình. Sau đó là nó sẽ xem xét cái Facebook của các bạn thì các bạn mới có thể là làm nhiệm vụ Facebook được nhá. Ok nha anh em, thì vừa giờ là mình đã hướng dẫn là mọi người có thể là liên kết Facebook này, cũng như là Zalo. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ nhá. Để làm nhiệm vụ thì ví dụ như các bạn muốn làm nhiệm vụ ở Zalo thì các bạn click cho mình ở Zalo này. Đó, bây giờ nó ra một cái bảng nhiệm vụ nhá. Thì các bạn sẽ là được 3.000 đồng này. Các bạn sẽ 3.000 đồng có đếm ngược thời gian này. Ở đây là các bạn sẽ copy bài viết cho mình nhá, copy lại cái bài viết nhá. Ok, ở đây các bạn sẽ sao chép cho mình cái bài viết này. Nó có hướng dẫn cho các bạn đây nhá. Sau đó là các bạn sẽ lưu cái hình ảnh này, Ok nha mọi người, sau đó các bạn sẽ lưu cái hình ảnh này cho mình nhá. Lưu này. Sao chép ảnh này. Tải ảnh xuống nhá. Tải ảnh xuống xong rồi thì các bạn sẽ về ứng dụng Zalo của các bạn nhá. Ok, sau đó là các bạn sẽ đăng lên nhá. Các bạn sẽ đăng lên này, đăng lên trang của các bạn nhá, đăng lên này. Đó, ở đây thì mình đã đăng rồi nhá. Đăng rồi thì mình sẽ vào đây và mình sẽ chụp lại cái màn hình nhá, chụp lại cái màn hình công việc này. Ok nha mọi người, sau khi mà các bạn đăng lên trang Zalo cá nhân của các bạn thì các bạn sẽ chụp lại màn hình cho mình nhá. Chụp lại màn hình này. Rồi các bạn sẽ quay trở lại web nhá. Ở đây thì các bạn sẽ gửi cho mình cái ảnh này, gửi cho mình cái ảnh ở đây nhá. Chọn cho mình cái ảnh này, sau đó là chọn đây này. Xong rồi. Đó. Sau khi đó là các bạn gửi cho mình này, gửi đánh giá nhá, gửi đánh giá này. Ok, như vậy là mình gửi thành công rồi, thì đang thực hiện nha mọi người, đang thực hiện và nó sẽ xem xét nhá. Nó sẽ xem xét. Đây các bạn có thể đây, đang xem xét này. Và khi mà nhiệm vụ được duyệt thì các bạn sẽ được cộng 3.000 nhá. Và nếu như mà các bạn muốn được là nhiệm vụ
nó trả tiền cao hơn thì các bạn sẽ mời bạn bè nhá. Cái này các bạn sẽ không có nạp tiền mà các bạn sẽ mời bạn bè để lên VIP ở đây, thì các bạn có thể thấy ở đây thu nhập hôm nay này, cũng như các kiểu thì ở đây nó sẽ đây nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể là đây, mình sẽ cho các bạn xem này, cái phần nạp tiền này là các bạn sẽ không cần bạn bè, không cần nạp tiền mà các bạn chỉ cần kích hoạt tài khoản lên, kích hoạt tài khoản đó, kích hoạt tài khoản ở đây Zalo này, cũng như là đăng tin lên Zalo này, nó có hướng dẫn rất là kỹ ở đây nhá. Thì các bạn sẽ vào đây và các bạn tìm hiểu cho mình. Đó, đây này, nó hướng dẫn rất kỹ ở đây. Cũng như là các bạn sẽ là lên VIP để các bạn có thể là được làm nhiệm vụ giá cao hơn. Ví dụ như mình đang ở VIP 1 thì mình sẽ được là 3.000, nhưng nếu như các bạn lên VIP thì các bạn sẽ được 6.000, và các bạn không cần là phải nạp tiền để lên VIP nha, mà các bạn chỉ cần mời bạn bè là các bạn có thể là lên VIP rồi. Ở đây thì các bạn sẽ xem cái bảng VIP ở đây nhá. VIP 1 này là các bạn sẽ được là số công việc là 30 và sẽ được là 3.500 đồng nhá một công việc. VIP 2 thì được là 5.000, VIP 3 thì được là 5.500 đồng, và VIP 4 là 6.500 đồng nhá. Tương tự như vậy thì VIP 5 thì các bạn sẽ được 7.000 đồng. Có nghĩa là khi mà các bạn mời được càng nhiều bạn bè thì là các bạn sẽ được VIP càng cao, và cái số mà nhiệm vụ của các bạn càng nhiều, cũng như là các bạn làm nhiệm vụ thì tiền nó sẽ nhiều hơn nhá. Ví dụ như là các bạn ở cái mức VIP 2 thì là các bạn sẽ được là 5.000 đấy, 5.000 một nhiệm vụ nhá. Ngoài ra cái phần phúc lợi này, phúc lợi thì các bạn có thể xem ở đây, phúc lợi ở đây thì khi mà các bạn làm xong nhiệm vụ thì các bạn sẽ vào đây, các bạn nhận thưởng. Như ở đây mình đăng ký là mình nhận là 3.500 đồng nhá, ràng buộc thẻ ngân hàng này là nhận thêm 3.500 đồng, và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là các bạn cũng được nhận thêm là 3.500 đồng nhá. Như vậy thì các bạn chỉ cần làm vài nhiệm vụ là các bạn có thể rút tiền rồi. Rút thì là về rất là nhanh nha mọi người, và min rút của nó sẽ là 50.000 nha mọi người. Khi các bạn muốn mời bạn bè thì các bạn sẽ click cho mình ở cái mục là mời bạn bè nhá, mời bạn bè này. Ở đây thì các bạn sẽ sao chép cái đường dẫn này cho mình nhá, sao chép cái đường dẫn này thì sau đó là các bạn sẽ đăng lên những hội nhóm kiếm tiền online Zalo, Facebook hoặc là những cái kênh của các bạn có người theo cái link của các bạn chơi, thì các bạn sẽ được hoa hồng nhá. Hoa hồng của con này thì cũng được là 8% nhá. Ngoài ra thì các bạn được tiền thì các bạn được thêm là 8% khi mà người ta làm nhiệm vụ nhá. Và các bạn lưu ý này, con này nó hoàn toàn là chơi free nha mọi người, và không phải nạp tiền cũng như không phải đầu tư, nên là các bạn lấy cái link đi chia sẻ thì rất là nhiều người quan tâm và đăng ký, và chỉ cần người ta đăng ký nên là các bạn có tiền rồi, cũng như là người ta chơi thì là các bạn cũng sẽ được là hoa hồng nhá. Đó, đây các bạn có thể thấy ở đây này, với người bạn đáng tin cậy này, không cần đầu tư, kiếm mỗi ngày kiếm 100 đến 100 triệu này. Đó, rất là ngon. Link tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn quan tâm có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhé. Bây giờ thì mình xin dừng video nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Bye bye. Và ngoài ra thì các bạn muốn làm tất cả những nhiệm vụ ở đây cũng được nhá. Đăng lên kênh YouTube này thì các bạn cũng sẽ, trước tiên là các bạn sẽ phải xem xét tài khoản nhá. Đấy, nhập cái link kênh của các bạn này, chụp ảnh màn hình này, cũng như số lượng này, sau đó gửi đánh giá này. Cũng như kênh TikTok thì cũng như vậy nha mọi người. TikTok thì cũng như vậy. Có nghĩa là các bạn có những cái tài khoản này thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ nhanh hơn và được nhiều hơn nhá. Đây, nó có hướng dẫn rất là kỹ ở đây. Thì các bạn sẽ làm theo ảnh nhá. Cái ID tài khoản này cũng như chụp màn hình ở đây. Và cái kênh Instagram này cũng vậy nha mọi người. Đó, tất cả là các bạn nó có hướng dẫn rất là ở đây. Rất là kỹ thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn nhá. Để nó được xem xét tài khoản xong thì các bạn sẽ làm được nhiệm vụ. Rất là đơn giản thôi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.